Trà Thanh Việt, Dr. Thanh hân hạnh đồng hành cùng chương trình dự án số 1. Đây là một cái tiết mục biểu diễn chung ấy, nên là bọn em cũng muốn là mọi người làm sao mà ở trên sân khấu mình làm cái phần trình diễn hoàn hảo nhất. Cái đoạn đầu ấy thì là một trong hai em hát. Cứ chung luôn đi. Không được. Bạn Đan thì bạn ấy được cái là tiếp thu rất là nhanh. Ví dụ một câu bè của bạn ấy có thể học và thuộc ngay lập tức. Bạn Hân thì có hơi hạn chế hơn, bởi vì là bạn Hân thì bạn không biết bè và chưa có kinh nghiệm hát bè bao giờ. Trong thời gian tập nó cũng có nhiều khó khăn lắm, tại vì em thì trước giờ thì em hát đơn không à, cho nên là mình thích hát như thế nào thì mình hát á. Không khí nó cũng căng thẳng, với lại là khó chịu với nhau, đang hơi khó chịu. Em không thích những người mà chưa thử và nói không làm được ấy. Ngày hôm nay làm việc nó rất là khó, gọi điện cho Hân không được, không thể trả lời tin nhắn của mọi người là tập hay không. Em hơi nóng tính, em hơi thẳng ấy. Những người mà người ta đã không thích mình rồi thì mình cố cái nào thì nó cũng không thích thôi. Và luật thi chính thức của vòng thi này đó chính là trước các bạn là 3 chiếc micro, và khi micro nào sáng đèn thì bạn mới được hát. Micro nào không sáng đèn các bạn không được hát. Câu phiêu thì giữ, còn câu hát thì là tất cả bọn em là hát chính ấy. Hát chính hết. Ok. Bỏ hết nhá. Nghề luôn đi. Cố lên. Em đã giống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng. Sống những đêm ngồi kia biển su bờ cát, ước gì anh ở đây giờ này, ước gì anh cùng em chuyện trò, cùng nhau nghe sóng xô gành đá ngàn câu hát yên bình. Em xa anh đã bao ngày rồi, nghe như tháng năm ngừng trôi khi xa em. Chỉ có một ý ngắn để nói về phần biểu diễn của cả bốn bạn luôn. Cái mà tôi hy vọng hơn ở các bạn ngày hôm nay đó chính là một sự đổi mới. Tôi chưa thấy điều đấy. Ở tất cả những phần feel, tất cả những cái phần mà các bạn thể hiện mình, tôi thấy nó rất cũ. Các bạn đều là những người có ý thức về cột hơi, giọng hát, nhưng thiếu đi một cái tư duy về sáng tạo. Ngày hôm nay thì Linh Đan ở những khúc đầu cao độ có vấn đề, cần phải đứng trước gương và thực sự xem lại phần khẩu hình của mình. Ngọc Hân thì tôi thấy đây là một giọng hát mà có thể nói là màu giọng hát này tôi thích. Nếu như mà hát lại cách cũ với cái giọng này thì tôi hơi tiếc cho cái giọng này của bạn. Tôi rất tiếc là tôi đồng quan điểm với Oras Hoàng Thùy Linh. Mà tôi tức quá, tại vì bốn cô gái xinh đẹp chọn đồ rất tinh tế, nhưng hát thì lại không tinh tế tí nào cả. Chẳng nhìn thấy tình cảm gì trong ca khúc này hết.
cả Linh Đan, cả Ngọc Hân đều là những người mà tôi dành những sự kỳ vọng rất nhiều từ vòng 1. Ở tiết mục này thì tôi hơi thất vọng. Tôi xin lỗi. Và chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong phần thi của mình. Bây giờ thì các bạn sẽ quay trở lại phòng chờ để chờ đợi kết quả. Em xin mẹ là mẹ cho con thử đi một lần, một mình thử xem như thế nào. Mẹ kêu là lớn rồi, 17 tuổi thì chắc cho tự lập thử một lần coi xem sao. Nếu mà phần thi càng khó thì em thấy càng thích hơn. Và có một thẻ bài rất là đặc biệt, đó là một thẻ bài hát chỉ có in logo của chương trình thôi. Các bạn còn 30 giây. Wow. Theo nguyên tắc chọn bài hát bí mật của bạn thì hôm nay bạn phải tập 3 bài. Bài thứ nhất, Ánh nắng của anh. Bài thứ hai, Nơi anh không thuộc về. Bài thứ ba, Tối nay một mình. Bạn sẽ phải tập 3 bài này trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Em nhận bài rất là gấp. Trong khi đó là em không thuộc lời bài nào, cho nên em sẽ cố gắng hết sức để thuộc phần lời, thuộc phần giai điệu melody và em có thể xử lý tốt nhất những gì em có thể thôi. Chứ còn về mặt mà để em khai thác nhiều hơn thì nhất phải cần có thời gian rất là dài. Nếu mà một bài hát mà gọi là em yêu thích hoặc là em tự chọn như thế nào đó thì có thể em sẽ xử lý tốt hơn. Đây là một thể loại mà lần đầu tiên em hát á. Ba bài. Ba mic à? Ba mic xong rồi đang hát bài này bật bài ra kia. Wow. Trời ơi. Sau anh em mình. Đợi. Và bây giờ sẽ là phần trình diễn của một thí sinh khá đặc biệt. Xin mời Nguyễn Minh Trường. Có vẻ là khá hồi hộp nhỉ. Minh Trường là thí sinh đã chọn cho mình chiếc thẻ bài bí mật chứa đựng 3 bài hát. Có nghĩa là Minh Trường đã phải tập cả 3 bài hát trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Và cho đến ngay lúc này khi đứng tại đây thì Minh Trường vẫn chưa biết bài hát mà mình sẽ chính thức phải thi là bài hát gì. Minh Trường có nghĩ đây là một lợi thế hay là một bất lợi cho mình khi mà mình đã lựa chọn chiếc thẻ bài bí mật đó? Em nghĩ thì nó là khá là bất lợi, nhưng mà em nghĩ là tuổi trẻ mà cứ thử mạo hiểm xem sao. Và bài hát chính thức mà Minh Trường phải thi ngay tại bây giờ đó chính là Con đường chinh phục The Debut không dễ dàng tí nào. Phải tập luyện với điều kiện cực kỳ nóng và khắc nghiệt, những bữa ăn cay nóng vội vã, phải thức khuya dậy sớm chờ tới lượt để bay lên sân khấu. Nhưng mà khi lên sân khấu thì phải tươi tắn, vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Nhờ The Debut mình nhận ra rằng Đắc Đạt Thành có thể giúp mình tươi tắn và rạng rỡ. Cái ánh sáng ở trên soi chúng em không cần đâu, em sáng lắm rồi. Có Đắc Đạt Thành tươi tắn The Debut bất chấp nóng trong người. Trà Thanh Nhiệt Đốc Tờ Thanh hân hạnh đồng hành cùng chương trình dự án số 1. Và bài hát chính thức mà Minh Trường phải thi ngay tại bây giờ đó chính là Tối Nay Một Mình. Em nghĩ là em sẽ cố gắng làm nhất là phần rap, tại vì em chưa bao giờ rap bao giờ. Sẽ là một thử thách đây. Và cố lên nhé, chúc bạn may mắn. Ở nơi đấy bên em trời nắng hay đang trời mưa? Ở nơi đấy bên em còn thức hay đang ngủ trưa? Như cơn gió trên cao này nhắn cho em một câu, tình yêu đã bao lâu mình sẽ không quên đường đầu. Tin nhắn không ai trả lời, ai đã xem mà không tới. Tan nát con tim ôi còn gì đâu nỗi sầu. Facebook không ai like hình, status nắng màu u tối. Nên xóa ngay đi thôi, còn gì đâu ai xem. Yeah, yeah. Và như thế tối nay I'm alone. Là như thế tối nay anh một mình. Yeah. Và như thế tối nay I'm alone. Là như thế tối nay anh một mình. Tối nay một mình. So may quý khách vừa gọi hiện nay không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng. Em à, sao hôm nay không nghe máy?
tin nhắn của anh trên Facebook. Xung quanh em chắc đang có thật nhiều anh trai và bạn thân. Và anh đã làm gì sai chắc là chứng ngại đang cản chân em. Xung quanh em là tiệc chia tay và hoa hồng. Còn xung quanh của anh là ngồi đây trong căn phòng trống không. Có đúng không? Tình yêu này anh đem trái tim ra đánh đổi. Và con số không trong trời chính là cái kết của mà anh nhận được không. Một giọt nước mắt không, một lời chia tay. Tốt nhất là nên im lặng luôn và không cho người kia hay. Lúc chia tay phải nói câu gì cho nó ngọt. Tốt hơn đừng nghe máy vì chẳng gì nó cho nhau. Không sao đâu vì giờ anh ổn rồi nha. Tin nhắn không ai trả. Và như thế tối nay I'm alone. Và như thế tối nay anh một mình. Yeah. Và như thế tối nay I'm alone. Lại như thế tối nay anh một mình. Nghe xong thì tôi thấy rằng là nó giống như một bản cover. Tôi không thấy sự đào sâu hơn nữa, cố gắng sáng tạo hơn nữa, cố gắng rực lửa hơn nữa ở trong cái phần thi của bạn. Không có cái sự cháy hết mình của một thí sinh mà đang đứng ở trên sân khấu của một cuộc thi. Em nghĩ là tối nay một mình thì chắc buồn buồn vậy là được. Nhưng mà bạn không làm cho tôi buồn, không làm cho tôi cảm giác muốn có một mình cô đơn đồng cảm với bạn ở trong cái bài hát tối nay một mình. Một người nghệ sĩ truyền cảm xúc nó phải từ trái tim đến trái tim. Tôi thực sự cảm thấy tiếc. Bạn đã có tất cả mọi thứ để có thể trở thành một cái người tỏa sáng trên sân khấu The Debut này rồi. Chỉ cần một chút cái sự lửa của một người nghệ sĩ nữa thôi. Chào Minh Trường. Nếu như bạn chưa biết những cái luật mới thì những nhóm khác phải hát, phải chia nhau ra hát khi mà mic ai người đấy sáng. Có nghĩa là bạn đang có tất cả mọi thứ để chơi nổi. Nhưng mà đúng là như Oras Hoàng Thùy Linh nói, và cũng như lần trước tôi đã nhận xét cho bạn, đó là bạn tỉnh quá với cách bạn trả lời đối với Oras Hoàng Thùy Linh khiến tôi không có vui. Bạn có nâng niu bài hát của mình không? Em nghĩ như vậy, buồn buồn như thế là xong rồi. Tôi nghĩ là bạn có đủ tư duy để có thể có một câu trả lời đúng đắn hơn, đúng mực hơn, và nhận định được điều may mắn mà mình đang có cơ hội may mắn hơn tất cả những người khác trong chương trình này. Nói gì thì nói, phần hát vừa rồi của bạn vẫn rất là tốt. Nhưng phần hát thôi, còn cảm xúc thì tôi hoàn toàn thấy là vô cảm. Chào Minh Trường. Phúc có nghe nói rằng là có rất là nhiều những lựa chọn các bài hát, nhưng mà tại sao bạn lại chọn một bài hát bí mật mà không có tên? Dạ, thực sự thì theo tính cách của em thì em khá là thích mạo hiểm. Cho nên là em nghĩ cái gì mà độc nhất thì chắc nó sẽ là rất là thú vị. Nếu thế thì em thấy sự mạo hiểm của mình là đúng hay sai? Nếu mà mình đã chọn thì mình luôn luôn lúc nào cũng phải thỏa mãn về cái gì của mình chọn. Được. Nếu vậy thì anh sẽ nói về phần bài hát của em. Thứ nhất rằng là em gặp một vấn đề, Trường gặp một vấn đề từ vòng 1 đến vòng này, rằng em chưa đầu tư chất xám vào để xử lý bài hát. Trong bài hát tối nay một mình thì có cái đoạn tối nay em vẫn thừa sức để có thể thay đổi feel hoặc là đổi nhịp, đảo nhịp ở những cái câu đó để cho nó khác đi. Nhưng mà tất cả các lần em làm đều y như nhau. Và một vấn đề quan trọng nữa rằng là em không hề có điểm để người ta wow. Giọng đẹp rất là đáng quý, nhưng nếu em không biết cách phát triển thì mọi thứ sẽ trở nên nhàm chán. Tôi có những lúc mà tôi đã không muốn nói nữa rồi, nhưng tôi vẫn phải nói bởi vì tôi tiếc cho bạn. Tôi tiếc cho một người mà nếu họ làm nghệ thuật mà họ nghĩ nhiều quá, họ tính nhiều quá, họ quá là đắn đo trong việc được gì mất gì, thì chả bao giờ họ thành công được. Và nếu bạn muốn đạt được thành công lớn hơn, bạn phải sửa đổi bản thân mình. Nếu không mãi mãi bạn sẽ không bao giờ
chạm vào được cái thành công mà bạn muốn, bởi vì tôi biết rằng bạn là một người rất tham vọng. Hãy học cách sửa đổi bản thân và tin tưởng người khác. Tôi thì tôi vẫn tin rằng là bạn sẽ thay đổi nếu bạn có vào vòng trong. Tôi sẽ để ý bạn nhiều hơn đấy. Đợi trường thôi, anh cũng trang như này. Anh hơi một tô đi đã ra biết. Đây rồi. Rồi. Em hát kiểu gì? Em không phải luôn sẵn sàng. Anh hát bài gì? À, nếu là bà cứ chọn một, Ô ra chọn lên một bài, em cứ thế em hát thôi thì. Thế là em tốt nhất trong cả chương trình rồi đấy. Chú nói là trời cho chút giọng đẹp hơn. Em ơi. Trời ơi, khen miệng là ước nên em làm cũng được đợt đấy. Kiểu vậy đỡ nhồi. Đây là chê từ đầu đến cuối. Chê từ đầu đến cuối luôn anh. Anh còn sợ mày là kiểu. Và như thế tối nay tôi sẽ luôn thật ngất. Ừ, của anh cũng là của anh nghĩ thế mà. Và như thế tối nay sẽ luôn gần gần bên em. Bài gì đó, sẽ luôn thật one night, two day. Anh đây, em luôn mong chờ.